Trước mắt là con đường tỉnh lộ 6C, cách cái lô rẫy của mình chỉ có khoảng chừng 100 mét thôi quý anh chị nhỉ. Đó, ở đây em Nga có thể nhìn thấy xe đi qua lại nha. Đường đó là đang trải thảm á. À, mình giới thiệu quý anh chị một cái lô rẫy ở gần ngay đường tỉnh lộ như thế này. Với diện tích lô rẫy mình là 1 hecta. Ở trên bìa là có 7 sào quý anh chị nhé. Bìa đang là 7 sào. Thì trên lô rẫy của mình đã có 120 cây sầu riêng. Có 3 cái ao luôn. 120 cây sầu riêng. Cũng đang cho thu hoạch đây. Ống ngoài chôn khắp vườn ạ. Ở vườn cây ăn trái, sầu riêng xen với mít, xen với bơ. Sầu riêng là năm thứ 3 quý anh chị. Chuẩn bị sang năm là cho bói đấy. Lô đất của mình thuộc tỉnh lộ 6C, xã Ia Hờ La của huyện Chư Bứ ạ. Bìa 6 sao. Hiện trạng, quý anh chị vào, cái lô rẫy này thì đã có nguồn sẵn thu từ bơ với mít, còn sang năm là mới thu hoạch sầu riêng quý anh chị nhé. Đó. Ống là chôn khắp vườn rồi đấy ạ. Lô rẫy mình có view rất là đẹp. Phía dưới chỗ này xuống dưới ao thì nó hơi xuôi dốc cuối đuôi rẫy là cái ao và đất nó hơi dốc quý anh chị, còn ở phía trên là nó triền bằng. Đuôi lô rẫy của mình nó có view rất là đẹp quý anh chị này, đồi núi chập trùng này. Đó. Ở phía bên kia có nhà nữa nha, có nhà, có vườn. Nó rất là đẹp. Cuối đuôi là một cái ao. Cuối cái đuôi lô rẫy của mình là ôm suối này. Em Nga đứng ở đây có thể nghe tiếng suối nha. Chảy róc rách mạnh. Và ở đây có cái view xung quanh rất là đẹp. Đồi núi chập trùng. Đẹp quá. Phía trước là mặt tiền đường. Liên xã cách mặt tiền đường. Liên xã cách mặt đường tỉnh lộ 6C. Chỉ có 100 mét.
phía đuôi lại có một cái view đẹp như thế này, ngay khu dân cư. Và bây giờ thì em Nga mời quý anh chị hướng mắt lên màn hình để theo dõi video playcam từ trên cao để quan sát hết cái vị trí địa thế địa hình của cái lô đất mình nhé. Lô rẫy của chúng ta cách mặt đường tỉnh lộ 6C 100m và nằm ngay khu dân cư đông đúc thuộc xã Gia Hà La, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Tổng diện tích là 1 hecta, trên bìa là có 7 sao. Trên lô rẫy có 3 cái ao ở cuối đuôi của rẫy ạ. Lô rẫy cũng ôm trọn một con suối nhỏ phía sau đuôi. Tổng diện tích 7 sào trên bìa, thực tế là 1 hecta. Gia chủ sang nhượng cho quý anh chị với giá là 900 triệu và quý anh chị có quyền được thương lượng nhé. Lô rẫy của mình cách xã tiện ích trường trạm trong vòng 1 km. Về quốc lộ 14A là 20 km. Về sân bay thành phố Pleiku khoảng chừng 40 km. Quý anh chị quan tâm đến lô đất xin liên hệ đến kênh Nhà đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị ở video lần tới nhé.